văn phòng bán hàng và giới thiệu dự án villa và shophouse New Vegas được đặt trong không gian hơn 1.000 m² có thiết kế sang trọng, ấm cúng, đầy đủ các không gian chức năng để tiếp đón khách hàng đến tìm hiểu dự án cũng như tổ chức các sự kiện giới thiệu dự án. Văn phòng có thể tiếp đón nhiều lượt khách hàng đến tham quan và thực hiện các giao dịch của dự án. New Vegas là khu đô thị thương mại bên biển tại thành phố cửa khẩu, hứa hẹn trở thành biểu tượng thịnh vượng mới. Dự án biệt thự và shophouse New Vegas sở hữu vị trí tầm nhìn 360 độ trực diện hướng biển, phía trước là công viên quảng trường biển, đối diện chợ đêm sầm uất kết nối tuyến đường đầu mối trọng điểm tạo đòn bẩy giao thương thuận tiện di chuyển trong và ngoài khu vực. Khu đô thị thương mại New Vegas được đánh giá là một làn gió mới mở đầu cho phong cách lối sống sầm uất ở thành phố Hà Tiên. Xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh về công năng, đa dạng tiện ích, cảnh quan sống động, giàu có với giá trị thương mại của mỗi sản phẩm trong dự án, tận hưởng với vị trí hiếm hoi bên biển và có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp vào dự án. Theo nhận định từ đại diện đơn vị tư vấn phát triển dự án New Star Home, nhà đầu tư nên lựa chọn thị trường đầu tư còn nhiều dư địa phát triển, sản phẩm bất động sản hữu hạn, sở hữu vị trí chiến lược. Các bất động sản tại trung tâm thành phố, các dự án bất động sản bên biển hoặc dự án tại các thành phố có thể thúc đẩy phát triển thương mại như các thành phố cửa khẩu. Khách quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh tại thông tin mô tả bên dưới. Các bạn ủng hộ nhóm thông tin bất động sản chúng mình bằng cách like và share và theo dõi kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.